Chào Minh Tuấn. Để anh kể cho mình nghe, bạn của anh nó mới từ Hà Nội vô cho anh đọc phòng này, xong rồi bạn anh kể cho anh nghe một cái câu chuyện anh mới biết. Không ngờ là ngày xưa những cái vùng mà Nghệ An á, hay là miền Bắc của mình á, là sản xuất đậu phộng rất là nổi tiếng. Và người dân á, thì người ta mới xuất khẩu đậu phộng sang Đông Âu, rồi người ta đổi làm máy móc để đem về nhà sản xuất. Thì bởi vì có một cái câu rất là hay luôn là lạc là gan, lạc là thép, lạc sang nước bạn, lạc mang máy về. Được không? Cái đậu phộng miền Bắc của mình á, ở đây á là có vỏ mỏng nè, vị rất là ngọt bùi nên rất được nhiều người ưa chuộng đó Minh Tuấn. Mình chắc không? Rất là chắc chắn. Chưa bao giờ ăn, chưa thử biết ngọt bùi ngon gì. Sẵn mình có tất cả các nguyên liệu ở đây rồi, để mình kết hợp với lại đậu phộng của Minh Tuấn nữa, làm cho Minh Tuấn một món cực kỳ hấp dẫn. Minh Tuấn chịu không? Vậy thì còn coi được. Mướp xào đậu phộng ngon xuyến sao. Mến chào các bạn khán giả đang theo dõi chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Chương trình được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Đầu tiên á, thì đây là cái đậu phộng của Minh Tuấn mang đến lúc nãy nè. Mình đã ngâm nước và giả bể rồi đó. Hèn chi nó to hơn. Đầu tiên là hành boro. Chúng ta sẽ thái lát mỏng. Sẽ dùng hành boro thay thế cho hành tím thông thường của mình. Rồi, chúng ta cho vào đây bí đỏ, ba bi này. Chúng ta sẽ cắt dọc. Rồi, chúng ta sẽ cho vào đây. Tiếp theo là ngò rí, chúng ta sẽ cắt khúc luôn. Và đây là ớt sừng, chúng ta sẽ bỏ hạt, cắt quả chám luôn. Món xào nào cũng phải có cái màu đỏ của ớt vào nó mới hấp dẫn ha. Tiếp theo là phần chả chay này, chúng ta sẽ cắt miếng vừa ăn. Cái phần chả chay này thì mình sẽ làm từ đậu nành đúng không Minh? Đúng rồi Minh Tuấn ơi. Muốn cái chả chay này nó thơm thì mình sẽ chiên sơ qua. Mướp hương chúng ta sẽ cạo vỏ thôi. Với món xào ngày hôm nay á, thì chúng ta sẽ sử dụng mướp hương non và cạo vỏ lụa của nó đi để giữ được độ giòn cho mướp nha. Cắt hình móng lợn. Đó. Chúng ta sẽ xoay như vậy. Bây giờ anh mới biết cái kiểu này là cắt hình móng lợn luôn á. Tiếp theo á, nhờ Minh Tuấn lấy giúp mình một cái chảo. Rồi. Trong khi chờ chảo nóng thì Tuấn thấy, mà nãy quên hỏi, cái đậu phộng á, thì Tuấn thấy người ta xào người ta cũng thấy bỏ vô luôn, mà tại sao mình lại ngâm nở ra chút xíu rồi mình giả ra làm chi, để làm gì? Đậu phộng chúng ta giả bể á, mục đích ở đây á, là để tăng mùi thơm nè và tăng vị béo cho món ăn nữa nha. Chúng ta sẽ cho một ít dầu ăn vào đây và chúng ta sẽ phi thơm hành baro. Chúng ta sẽ phi cái hành baro này nó hơi mùi thơm lên một tí á. Chúng ta cho hết cái phần đậu phộng đã giả bể lúc nãy vào xào luôn. Chúng ta nên phi đậu phộng cùng với hành baro để đậu phộng có mùi thơm hấp dẫn hơn nha. Và lúc này thì đậu phộng có thể là nó sẽ hấp thụ những cái mùi hương của hành baro đi kèm nữa. Rồi. Vừa béo béo thơm thơm. Đó, cái mùi béo của đậu phộng nó đã sọc lên mũi rồi đó, không? Đúng rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ cho cái phần bí đỏ babi vào. Rồi. Bí babi của mình á đã ngả qua cái màu trong rồi á, là tiếp theo là mình sẽ cho cái phần mướp hương vào. Rồi. Chúng ta sẽ nêm vào đây hạt nêm Ajinomoto nấm cho đậm đà hương vị nè. Đúng rồi. Cùng với bột ngọt Ajinomoto, một ít tiêu. Xào cho các gia vị nó thấm đều. Sau đó chúng ta sẽ cho 1/2 chén nước vào. Cho một chút xíu nước vào để giúp cho cái món ăn của mình nó chín đều ha. Đúng rồi Minh Tuấn. Rồi cái phần nước của chúng ta đã cạn bớt rồi đó Minh Tuấn. Cho cái phần chả chay chiên. Nước sốt xào nó hòa quyện vô với chả. Thơm quá Minh ơi. Đúng rồi. Mình sẽ cho ớt sừng vào. Chúng ta sẽ cho ngò rí vào. Quá thơm. Rồi, nhờ Minh Tuấn lấy một cái đĩa. Chúng ta chuẩn bị thưởng thức thôi. Yeah. Nội mà màu sắc là đã hấp dẫn ha. Nhưng mà tất cả những cái thành phần nguyên liệu mà Tuấn tưởng tượng thôi là nó đang ngon rồi. Đậu phộng thì béo béo bùi bùi ha. Bí đỏ baby đi thì nó giòn giòn. Cái mướp của mình thì thơm mềm. Và cuối cùng á, chúng ta sẽ trang trí một ít ngò lên đây. Thế là món ăn của chúng ta đã hoàn thành. Chúng ta có thể kết hợp cùng với món canh chân nấm táo đỏ để bữa ăn của chúng ta thêm đầy đủ chất dinh dưỡng nha. Phần mướp xào sánh mướp thơm ngọt xen lẫn một chút đậu phộng béo bùi chắc mẩy, phần bí đỏ thấm vị hài hòa, giòn giòn sực sực, ngon ngất ngây. Một món ăn cực kỳ đặc sắc, đầy đủ dinh dưỡng, thơm ngon, nhưng mà cái cách mà chế biến lại cực kỳ nhanh chóng luôn. Công thức luôn luôn có trên rất nhiều kênh của Món Ngon Mỗi Ngày. Chúng ta sẽ có là YouTube, website và fanpage. Truy cập vào, thực hiện ngay tại nhà và thưởng thức cái món ăn ngon các bạn nhé.